Chào mừng các bạn quay trở lại với Việt Nam Thức Giấc, chúc các bạn một ngày vui vẻ. Trang Good News from Indonesia.id của Indonesia có bài viết Philippines và Việt Nam, câu chuyện tương phản của hai quốc gia. Mọi người đều biết rằng, tất cả các quốc gia đều có xu hướng thần thoại hóa những thành công và thành tựu của mình, đồng thời cũng cố gắng che giấu những thất bại của mình. Thực ra điều đó không có gì sai, nhưng về lâu dài, điều quan trọng hơn hết là mỗi quốc gia rút kinh nghiệm từ sai lầm của mình như thế nào, đứng dậy sau thất bại bằng sự kiên cường, chăm chỉ, đổi mới và tự tin đi về phía cuối cùng của lịch sử. Bài viết này là câu chuyện của hai nước láng giềng nhưng có câu chuyện trái ngược nhau. Từ cả hai nước chúng ta có thể rút ra những bài học khôn ngoan, để Indonesia có thể tiếp tục phát huy và làm những điều tốt đẹp, đồng thời tránh tạo ra những điều không tốt. Những sai lầm đã mắc phải được ghi vào lịch sử. Một Philippines phát triển đầu tiên. Năm 1881, Gregorio Sancinco, một luật sư và người bào chữa cho người Philippines đã xuất bản một cuốn sách phi thường El Progreso de Filipinos, Sự Tiến Bộ của Philippines, tại Madrid, Tây Ban Nha, nơi ông theo học. Cuốn sách này thật phi thường, là chuyên luận đầu tiên về các vấn đề kinh tế của một người Philippines, phân tích các điều kiện kinh tế của đất nước vào thời điểm đó. Trong cuốn sách của mình, Sancinco trực tiếp bác bỏ quan điểm phân biệt chủng tộc của các quốc gia phương Tây đối với thuộc địa của họ, vốn coi người bản địa là lười biếng và uể oải. Tuy nhiên, nhìn chung, cuốn sách này thảo luận và đề xuất những cải cách cụ thể về thuế và huy động nguồn thu cho Philippines như một phương tiện tài trợ cho cơ sở hạ tầng vật chất và xã hội. Một thập kỷ sau, người anh hùng được nhiều người kính trọng vì nền độc lập của Philippines, Jose Rizal đã sử dụng rõ ràng cuốn sách của Sancinco làm điểm khởi đầu cho tác phẩm của chính mình Sabrela Indolencia de los Filipinos hay Sự Lười Biếng của Người Philippines, 1890. Khi hầu hết các nước láng giềng của Philippines chưa có một trường đại học hiện đại nào, một cuốn sách kinh tế nổi tiếng do một người Philippines viết đã được xuất bản, phân tích kỹ lưỡng cơ cấu hành chính và kinh tế của đất nước có biệt danh là Hòn Ngọc Biển Đông Polo del Mar de Oriente. Được thiên nhiên ưu đãi với đất đai màu mỡ và nền công nghiệp tương đối hiện đại, Philippines vào thế kỷ 19 là một trung tâm sản xuất và là một quốc gia lớn ở châu Á xuất khẩu lương thực, trong đó có gạo. Chính sự thịnh vượng này đã tạo ra một tầng lớp trung lưu mạnh mẽ và ngày càng theo chủ nghĩa dân tộc, được gọi là Ilustrado của Philippines, những người đã xây dựng dựa trên di sản của những người tiền nhiệm Creole của họ như F.G. Jose Burgos và Luis Rodriguez Varela theo đuổi quyền tự quyết tập thể. Nhưng thảm họa cũng ập đến, không chỉ ập đến Philippines mà gần như tất cả các quốc gia trên thế giới. Bắt đầu từ việc Mỹ kiểm soát Philippines, sự chiếm đóng của Nhật Bản và Thế chiến thứ hai tàn phá mọi lĩnh vực ở Philippines. Dù điều này là tiêu cực nhưng cho đến những năm 60, đầu những năm 70, Philippines vẫn là nền kinh tế lớn nhất Đông Nam Á và đứng thứ hai châu Á sau Nhật Bản, với các chuyên gia và lãnh đạo danh tiếng thế giới. Thập niên 70 là khởi đầu cho sự suy tàn của Philippines. Một trong số đó là do sự lãnh đạo độc tài và chuyên chế của Ferdinand Marcos, khiến Philippines trở thành quốc gia có biệt danh là người bệnh của châu Á vào những năm 1980. Không lâu sau, Philippines đã tìm được đường trở lại mức độ ổn định, đến mức vào năm 2013, dưới thời Tổng thống Benigno Aquino III, Ngân hàng Thế giới cảm thấy đủ tự tin để mô tả Philippines là con hổ đang trỗi dậy của châu Á. Nhưng chỉ được vài năm, Philippines một lần nữa rơi vào cám dỗ độc tài, đặt số phận của mình vào tay một kẻ mạnh khác. Còn Philippines thì bị lu mờ bởi một thời kỳ đen tối đến rồi đi. Việt Nam, con hổ thực sự. Một câu chuyện hoàn toàn khác lại đến từ nước láng giềng phía Tây của Philippines, cụ thể là Việt Nam, nơi những năm 1960 đánh dấu sự khởi đầu của sự thống nhất đất nước, khi cả nước phải đối mặt với các thế lực xâm lược từ các siêu cường. Tình cảm sâu xa về số phận, đấu tranh nảy sinh từ giai đoạn cay đắng nhất của đất nước, đó là chiến tranh Việt Nam, gây ra sự tàn phá khôn lường và bi kịch nhân loại không thể tưởng tượng nổi, khiến hàng chục triệu người dân bình thường trở nên bần cùng. Chưa dừng lại ở đó, sau khi giành thắng lợi trong cuộc chiến chống Mỹ, Việt Nam chưa thể thở phào nhẹ nhõm. Họ lại tham gia vào cuộc chiến chống lại một cường quốc khác là Trung Quốc, 1979, được hỗ trợ bởi quốc gia ủy nhiệm của họ là Campuchia do Khmer Đỏ kiểm soát. Khi đó và cả những thập kỷ sau, Việt Nam cũng không có bạn bè ở Đông Nam Á, lúc đó bị thống trị bởi các nước theo hướng phương Tây. Trong những năm 80, chiến tranh, đấu tranh đến rồi đi, thực sự đã đưa Việt Nam trở thành một dân tộc thống nhất, dưới sự lãnh đạo tài giỏi và yêu nước. Những năm đó, Philippines phải vật lộn với gánh nặng nợ nần thời Marcos, và sự sụp đổ công nghiệp kéo dài dưới các chính sách tân tự do,
cũng như những xung đột chính trị chỗ này chỗ kia. Mặt khác, Việt Nam đã xây dựng một nhà nước phát triển hiện đại theo thời kỳ đổi mới. Cải cách nhằm tạo ra một nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Thay vì mở cửa nền kinh tế một cách mù quáng cho các sản phẩm nước ngoài, Việt Nam đã áp dụng các chính sách công nghiệp và thương mại tối ưu nhằm thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài có chất lượng và tăng cường năng lực sản xuất trong nước. Đồng thời, Việt Nam cũng đang áp dụng các thực tiễn tốt nhất trong việc xây dựng an ninh lương thực, một trong số đó là của Viện Nghiên cứu Lúa gạo Quốc tế, Philippines. Họ đã thành công trong việc tăng cường khả năng tự cung cấp lương thực và tăng cường phát triển nông thôn. Ngoài ra, đồng thời, được xây dựng trên nguyên tắc bình đẳng, Việt Nam cũng xây dựng được hệ thống giáo dục và chăm sóc sức khỏe cơ bản đẳng cấp thế giới. Ai có thể ngờ rằng Việt Nam, một quốc gia từng nghèo đói và bị chiến tranh tàn phá, lại chỉ trong một thế hệ trở thành một trong những kỳ quan kinh tế của thế giới. Ngày nay, Việt Nam là một siêu cường nông nghiệp, xuất khẩu hàng trăm nghìn tấn gạo sang các nước sản xuất gạo khác, trong đó có Philippines và Indonesia, trong khi lĩnh vực sản xuất đang phát triển của nước này đã thành công trong việc sản xuất ô tô điện, đèn LED độ phân giải cao, điện thoại thông minh và các sản phẩm khác. Về toán và khoa học, trẻ em Việt Nam nằm trong top 10 quốc gia đứng đầu thế giới. Nhờ các thể chế nhà nước có thẩm quyền, Việt Nam đã nhanh chóng vượt qua cuộc khủng hoảng COVID-19 và năm nay có vẻ sẽ vượt qua Philippines về thu nhập bình quân đầu người. Theo ước tính của Quỹ Tiền tệ Quốc tế, IMF, nhờ tăng trưởng kinh tế liên tục, thu nhập bình quân đầu người của Việt Nam sẽ đạt 34975 USD và vượt qua Philippines ở mức 337253 USD. Không những vậy, nếu ước tính của IMF là chính xác thì trong 5 năm tới, Philippines sẽ khá khó khăn để đuổi kịp Việt Nam. Vào năm 2025, thu nhập bình quân đầu người của Philippines mới sẽ đạt 480584 USD, trong khi của Việt Nam là 521190 USD. Một lần nữa, theo các nhà phân tích, chính sự đoàn kết của người dân Việt Nam và phẩm chất lãnh đạo của họ sẽ đưa Việt Nam tiếp tục phát triển. Và theo họ, tất cả đều xoay quanh việc chính phủ ứng phó với đại dịch COVID-19 hiệu quả như thế nào. Bởi đây chính là điều khiến Việt Nam tiến lên, trong khi Philippines suy sụp tăng trưởng âm. Việt Nam ứng phó với đại dịch rất tốt và tiếp tục tăng trưởng dù chỉ ở mức 1%. Thay vào đó, phản ứng yếu kém của chính quyền Duterte trong việc xử lý đại dịch đã dẫn đến sự sụp đổ kinh tế tồi tệ nhất trong lịch sử đất nước. Sonia Frica, giám đốc điều hành tại IBON Foundation, một tổ chức tư vấn nổi tiếng có trụ sở tại Manila, cho biết. Sonny nói thêm rằng việc Việt Nam vượt qua Philippines không có gì đáng ngạc nhiên, bởi Việt Nam đã vượt qua nhiều cuộc khủng hoảng lớn, khác nhau trong quá khứ một cách mạnh mẽ và giành chiến thắng, và giờ đây họ đã thành công khi làm được điều đó. Ruben Carlo Osansun, chuyên gia kinh tế trưởng tại Union Bank Philippines cho biết, ngay cả trước khi xảy ra dịch COVID-19, tôi tin rằng Việt Nam đã có quỹ đạo tăng trưởng cao hơn Philippines, và không thể phủ nhận rằng cho đến nay, Việt Nam đã làm tốt hơn trong việc đối phó với dịch bệnh virus corona so với Philippines. Và bây giờ chúng ta có thể thấy sự khác biệt. Ngoài y tế công cộng, Calixto Chiquiomco, chủ tịch quỹ tự do kinh tế, bao gồm các chuyên gia kinh tế ở Philippines, nhấn mạnh rằng Philippines đang bị bỏ lại phía sau bởi những cải cách chậm chạp, chẳng hạn như mở cửa nền kinh tế để thu hút đầu tư nước ngoài có chất lượng hơn. Ông nói, Việt Nam có nhiều thể chế có năng lực hơn, rất tích cực trong việc tự do hóa các quy định cho đầu tư ra nước ngoài và đã áp dụng chiến lược đúng đắn với trọng tâm là tăng năng suất nông nghiệp, phát triển công nghiệp nhẹ và tăng cường xuất khẩu. Chiquiomco cho biết thêm, xuất khẩu của họ chiếm 100% GDP trong khi xuất khẩu của Philippines chỉ bằng khoảng 1/3. Chi phí sinh hoạt thấp của Việt Nam cho phép họ cung cấp mức lương hợp lý với sức mua cao, thúc đẩy tăng trưởng trong lĩnh vực sản xuất của họ. Siêu cường kinh tế mới. Trong những năm bùng nổ của châu Á, thập niên 90 đến 2000, xuất khẩu hàng năm tăng trưởng gần 20%, gần gấp đôi mức trung bình của các nước thu nhập thấp hoặc trung bình vào thời điểm đó. Và Việt Nam đã duy trì tốc độ tương tự trong 3 thập kỷ qua. Ngay cả khi thương mại toàn cầu sụt giảm trong những năm 2010, xuất khẩu của Việt Nam vẫn tăng trưởng 16% mỗi năm, nhanh nhất thế giới và gấp 3 lần mức trung bình của các nước đang phát triển. Trong khi các nước đang phát triển khác dành phần lớn ngân sách nhà nước cho phúc lợi xã hội nhằm xoa dịu cử tri, trong các cuộc bầu cử thì Việt Nam lại dành nguồn lực cho xuất khẩu, xây dựng đường xá và bến cảng để đưa hàng hóa ra nước ngoài, và xây dựng trường học để đào tạo công nhân. Chính phủ đầu tư khoảng 8% GDP mỗi năm vào các dự án xây dựng mới, và hiện được đánh giá cao về chất lượng cơ sở hạ tầng so với bất kỳ quốc gia nào ở cùng giai đoạn phát triển. Nó cũng chỉ đạo đầu tư ra nước ngoài theo hướng tương tự. Trong 5 năm qua,
đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt trung bình hơn 6% GDP ở Việt Nam, con số cao nhất so với bất kỳ nước đang phát triển nào. Phần lớn trong số đó được sử dụng để xây dựng các nhà máy và cơ sở hạ tầng liên quan, và phần lớn hiện đến từ các nước châu Á, bao gồm Hàn Quốc, Nhật Bản và Trung Quốc. Việt Nam đã trở thành điểm đến ưa thích của các nhà sản xuất xuất khẩu, khiến Trung Quốc phải tìm kiếm mức lương rẻ hơn. Thu nhập bình quân đầu người hàng năm ở Việt Nam đã tăng gấp 4 lần kể từ cuối những năm 1980, nhưng chi phí lao động vẫn chỉ bằng một nửa so với Trung Quốc, và lực lượng lao động được đào tạo rất tốt so với tầng lớp thu nhập của nước này. Lực lượng lao động lành nghề đó đang giúp Việt Nam tiến lên bậc thang, nhanh hơn các nước đối thủ, trong đó có Philippines, để sản xuất ra những mặt hàng ngày càng tinh xảo. Công nghệ đã vượt qua quần áo và dệt may để trở thành mặt hàng xuất khẩu hàng đầu của Việt Nam trong năm 2015 và chiếm phần lớn thặng dư thương mại kỷ lục trong năm nay. Điều tương tự dường như không xảy ra ở Philippines hoặc các nước đối thủ khác. Còn Indonesia thì sao? Bài phân tích tới đây là kết thúc rồi. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.